Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Cảnh báo những con giáp gặp phải hạn tam tai năm 2023, tiền mất, tật mang. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi một năm qua đi, chúng ta sẽ thấy vận khí đất trời lại thay đổi. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người trong số chúng ta. Một năm qua đi, có những người đón nhận những niềm vui, những sự khởi sắc, thế nhưng bên cạnh đó cũng có những người lại sống trong cảnh lo âu sợ sệt khi mà khoảng thời gian sắp tới, có thể họ sẽ phải đón nhận những vận hạn xấu xảy đến với cuộc sống của mình. Một trong những vận hạn xấu đó, chúng ta có thể nhắc tới đó là hạn tam tai. Tam tai được các nhà tử vi phong thủy phân tích rằng đó là tai họa đến với một người trong vòng 3 năm. Tai họa dồn dập 3 năm liên tiếp gây đến những tổn hại nhất định với những người phải gánh chịu. Khi vào năm tam tai thì có những người gặp những chuyện chẳng lành, khó khăn, thậm chí sinh con năm này cũng gặp nhiều điều trắc trở. Vậy thì hạn tam tai là gì? Để tìm hiểu về hạn tam tai thì ngày hôm nay xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng kênh Tử Vi cùng nhau đi tìm hiểu năm 2023 Quý Mão có bao nhiêu con giáp, bao nhiêu tuổi phải gánh chịu hạn tam tai này nhé. Hạn tam tai là gì? Con người chúng ta từ khi sinh ra đều mang trên mình một số phận, một vận mệnh riêng biệt. Tuy nhiên có những vận hạn của quy luật đất trời thì ai cũng đều phải trải qua, trong đó có hạn tam tai. Từ xa xưa đến nay, dân gian vẫn luôn cho rằng tam tai là một vận hạn với nhiều khó khăn, trắc trở mà chúng ta cần phải vượt qua. Vậy thì hạn tam tai định nghĩa là gì? Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam ở đây có nghĩa là 3, số 3, còn tai nghĩa là tai họa. Trong một đời người, cứ sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Điều này xảy ra được xem như là một quy luật của một vòng tuần hoàn. Tam tai bao gồm 3 tai họa: hỏa tai, thủy tai, phong tai. Hỏa tai là tai họa do lửa cháy như cháy nhà, cháy rừng. Thủy tai là tai họa do nước gây ra, lũ lụt, sóng thần. Phong tai là tai họa do gió gây ra như bão, dông, lốc. Trong 3 năm này, gia chủ cần phải chú ý. Năm đầu tiên của hạn tam tai, năm hỏa tai, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa hạn tam tai, thủy tai, gia chủ không nên dừng việc mà mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu như có tiếp tục, dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Thông thường, hạn ở năm giữa tam tai là nặng nhất. Vào năm cuối tam tai là phong tai, gia chủ lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Khi vào vận tam tai, mỗi người gặp phải đều hay khốn đốn, trắc trở, vất vả. Đặc biệt là khi cả hai vợ chồng cùng nằm trong tam hợp tuổi thì đôi bên sẽ đều phải mệt mỏi cùng lúc. Mức độ cộng hưởng sẽ làm ảnh hưởng nặng nề tới gia đình. Đó cũng là thiệt thòi của các tuổi hợp với nhau. Cho nên người ta mới nói tam hợp hóa tam tai là như vậy. Nếu như vợ chồng không cùng tam hợp thì hạn sẽ giải rác ra và sẽ đỡ áp lực hơn. Ngoài 3 hạn kể trên thì tam tai bao gồm 3 tiểu tam tai như sau: cơ cẩn chi tai, dịch bệnh chi tai, đao binh chi tai. Cơ cẩn chi tai là tai họa do mất mùa lúa, mùa rau. Tật dịch chi tai là tai họa do dịch bệnh truyền nhiễm. Đao binh chi tai là tai họa do chiến tranh. Ngoài những cách hiểu kể trên, chúng ta cũng có thể hiểu tam tai theo góc độ như sau: 3 hạn hỏa tai, thủy tai, phong tai ứng với hạn thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tất cả những gì ta làm từ nhiều kiếp trước và ngay tại kiếp này đều phát ra một nguồn năng lượng và không gian vũ trụ. Nó được tích lũy và vận hành theo vòng quay 9 năm trở lại một lần. Đầu tiên là thủy tai ứng với khẩu nghiệp. Miệng của chúng ta hành thủy, khi ta nói những điều ác, chê giễu, dọa nạt, đơm đặt hoặc ác ngôn với những người khác thì tự nhiên những lời nói đó sinh ra nguồn năng lượng xấu. Mức độ sát thương tùy vào nặng nhẹ mà ta sẽ phải gánh sau đó. Khi nó tới, ta phải chịu những hạn tương tự như thị phi, ấm ức. Thủy cũng là nước tượng trưng cho tài lộc.
Ta không biết rằng mỗi lời nói không tốt đều đang phá tán trường khí tiền tài của ta trong tương lai. Khi ta nói những lời ái ngữ yêu thương, tự nhiên sẽ thu hút tài lộc về. Đó là lý do vì sao người ta lấy cái miệng cười để làm ra hình thỏi vàng. Vòng bên ngoài của thỏi vàng là miệng, bên trong là hình cái lưỡi, người ta gọi là lời vàng, ý ngọc. Kế tiếp là hỏa tai, chính là ý nghiệp. Có câu nói, tâm viên ý mã. Câu nói trên có ý nghĩa là tâm nhảy nhót như con vượn và ý thì cứ chạy lang sang bất định như con ngựa. Ngọ thuộc hành hỏa ở phương chính nam nên ý nghiệp tượng trưng cho hỏa tai. Mỗi một suy nghĩ sân si, đố kỵ ganh ghét của ta đều tạo ra dạng hỏa khí. Nó sẽ cản trở các nguồn năng lượng gây ra bệnh tật cho mình, thậm chí sang cho cả người thân khi ta ở gần. Bởi thế, khi ta gần những người nóng giận, hung dữ, thường sẽ rất bất an, dễ sinh bệnh. Hỏa khí nghiệp này sẽ quay lại khiến ta phát bệnh trong người. Giống như nhà đạo còn nói, bệnh tật đều từ tính khí bên trong con người mà ra, là vậy. Cuối cùng là phong tai, nó ứng với thân nghiệp. Phong là cơn gió, gió thì bất định vô thường, thoát đến, thoát đi, vô hình vô tướng, không ai có thể nắm bắt. Nó ví như thân thể của chúng ta cũng chỉ như cơn gió vô thường kia, nay còn trông đủ hình hài, mai đã tàn rã thành tro bụi. Rồi cái thân ngũ ấm lại trôi dạt giữa bao la vũ trụ như cơn gió, chờ ngày nương vào cái bảo thai để tái sinh chuyển kiếp. Phong tai dẫn đến các tai nạn như đâm xe, chìm thuyền, bình đao, súng đạn. Đây là những hạn ngoại thương, ngoại sát bên ngoài mang đến cho ta. Cách tính hạn tam tai theo 12 con giáp. Có những người cho rằng 3 năm liên tiếp khi có sao Thái Bạch, Thủy Diệu, Kế Đô là năm tam tai. Hay lại có người tính tam tai bắt đầu vào độ tuổi 30, tức là 31 tuổi âm lịch. Liệu có đúng hay không? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu cách tính hạn tam tai như sau. Hạn tam tai sẽ được tính theo nhóm tuổi tam hợp, có nghĩa là những người sinh năm con giáp tam hợp với nhau sẽ có chung một hạn tam tai. Đây là điều mà người xưa hay nói, tam hợp hóa tam tai là như vậy. Cụ thể, nhóm tam hợp thứ nhất bao gồm 3 tuổi tam hợp, Thân, Tý và Thìn. 3 nhóm tuổi này gặp hạn tam tai vào 3 năm liên tiếp là Dần, Mão và Thìn. Năm Dần gặp Thiên Cổ Tinh Quân, Tắc Vật hại nhân hoặc là vi trùng vi hại hoặc bị mê hoặc chi bệnh. Năm Mão phùng Thiên Hình Tinh Quân, Tắc bị pháp luật hình phạt hoặc cập đao thiết nhi xuất hành giã bị giải phẫu. Năm Thìn ngộ Thiên Kiếp Tinh Quân, Tắc cướp đạo nhi thất tài vật hoặc bị uy quyền bức bách cướp bóc tổn thất tài vật. Nhóm con giáp tam hợp số 2 Dần, Ngọ, Tuất sẽ chịu hạn tam tai vào các năm Thân, Dậu và Tuất. Năm Thân gặp Thiên Hoàng Tinh Quân, Tắc bị Thiên Hành trị hữu, khủng cụ chi họa. Năm Dậu gặp Thiên Đối Tinh Quân, Tắc hữu đối thủ hoặc đối thủ Dĩ Hoàng Thiên. Năm Tuất gặp Địa Tai Tinh Quân, Tắc hữu tai hại vi thổ địa. Nhóm tam hợp số 3 con giáp Hợi, Mão, Mùi gặp các năm tam tai vào năm Tỵ, Ngọ và Mùi. Vào năm Tỵ, ngộ âm mưu tinh quân, Tắc hữu thù địch, chi nhân mưu vi hại, bị người mưu hại. Năm Ngọ phùng hắc sát tinh quân, Tắc hữu hắc ám sự, gặp việc mờ ám có hại. Năm Mùi ngộ bạch sát tinh quân, Tắc tổn thất tài vật hoặc hữu tang sự bạch y bạch cần, ý chỉ mặc đồ trắng. Nhóm con giáp tam hợp số 4, con giáp Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai 3 năm liên tiếp, năm Hợi, Tý và Sửu. Năm Hợi ngộ Thiên Bại Tinh Quân, Tắc bị bại hoại sự nghiệp hoặc bị bại hoại tài sản hoặc bị bại hoại gia phong. Năm Tý ngộ Địa Vong Tinh Quân, Tắc bị tai hại vi thổ địa nhi tổn thất hoặc thổ động nhi bệnh tật. Năm Sửu ngộ Thổ Hình Tinh Quân, Tắc vi thổ địa nhi cập hình phạt hoặc tổn thất điền địa hoặc vi thổ địa đông nhi hữu tai. Tam tai năm 2023 có mức độ tai họa như thế nào? Gặp phải hạn tam tai sẽ gặp rất nhiều những cản trở, khó khăn, vất vả ở mọi phương diện, nhất là trường hợp
cả hai vợ chồng đều nằm trong tam hợp tuổi nói trên, hạn gặp phải càng nặng nề khiến gia đình mệt mỏi. Mức độ cộng hưởng sẽ làm ảnh hưởng nặng đến gia đình. Theo đó, nếu vợ chồng không cùng tam hợp tuổi thì hạn giải rác ra sẽ đỡ áp lực hơn. Điều đó lý giải cho câu nói tam hợp hóa tam tai trong dân gian vẫn lưu truyền. Tuy nhiên, không phải lúc nào hạn tam tai cũng là tai họa, mức độ nặng nhẹ khác biệt. Thế nhưng đa phần đến năm có hạn này, gia chủ thường gặp nhiều vất vả, khó khăn hơn trong công việc, mua bán, làm nhà, tu sửa hay là kết hôn. Các tuổi phạm phải tam tai năm 2023 Quý Mão. Theo như cách tính ở trên thì năm 2023 Quý Mão thì những tuổi gặp phải hạn tam tai bao gồm các tuổi nằm trong 3 nhóm tuổi, đó là nhóm tuổi Thân, Tý và Thìn. Thứ nhất, tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Thứ hai, tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Số 3, tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Số 4, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Số 5, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Số 6, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Số 7, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Số 8, tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Số 9, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Số 10, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Số 11, tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Số 12, tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Số 13, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Số 14, tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Với nhóm người tuổi Thân, những người tuổi Thân khi bước vào năm giữa tam tai cho nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến rõ ràng. Tuổi Thân cần phải nhắc nhở bản thân mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản thân lại. Vì đến khi bắt đầu lại, bạn sẽ gặp phải rất nhiều những khó khăn trở ngại hơn trước. Năm 2023 này, quan hệ của bản thân với bạn bè, với đối tác không thực sự hài hòa. Đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích. Tuổi Thân đừng quá tham lam nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác. Song những người này cũng trở nên quá hiền lành, nhu nhược để người khác chiếm mất cái lợi của mình. Trong quá trình làm việc chung, tuổi Thân cần hạ cái tôi của mình xuống, trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, trở nên khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình. Nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Còn nếu tập thể bị chia rẽ, ai làm việc của người ấy, thì dù có tài giỏi đến đâu thì bạn cũng không thể một mình đương đầu hết mọi vấn đề. Vì công việc khó đạt được những bước tiến, cho nên bản mệnh cần phải tập trung củng cố địa vị của mình. Hãy làm thật tốt các nhiệm vụ được phân công, dù là công việc quen thuộc đi chăng nữa, cũng chớ nên lơ là, bởi vì lơ là dễ để lại những hậu quả đáng tiếc. Hơn nữa, năm này cũng không chỉ toàn những điều bất trắc, có một vài thời điểm trong năm, các tinh tử vi xuất hiện, đem tới cho những người tuổi Thân những cơ hội rất quý giá. Bản mệnh cần phải có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện, nắm bắt thời cơ của mình. Thậm chí, dù chưa được thăng chức tăng lương, thì những người tuổi Thân vẫn có cơ hội được tăng lương và thưởng nóng. Tình hình tài chính của những người tuổi Thân trong năm 2023 cũng có nhiều biến động, hoặc dù có tăng trưởng thì cũng chỉ là tăng trưởng nhẹ, có thể chưa đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra từ trước đó. Với những người làm công ăn lương, thái độ làm việc chưa thực sự nhiệt tình, hơn nữa lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến bạn khó có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết thay đổi cách hành xử của mình và tập trung hơn vào nhiệm vụ, thì đến cuối năm bạn sẽ vẫn nhận được một khoản tiền thưởng kha khá. Chuyện làm ăn kinh doanh vẫn có thể tiến triển đều đều, thế nhưng nếu so với đối thủ thì bạn có thể trở thành những người thụt lùi. Con giáp này nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra các phương hướng phát triển để có thể phù hợp với bản thân mình, không thể mãi dậm chân ở những lĩnh vực quen thuộc. Với các dự án đang đầu tư, kinh doanh ở quy mô lớn có thể chưa thu được lời lãi ngay. Do đó tuổi Thân cần phải có con mắt tinh đời để nhận ra đâu là thời điểm mình cần phải thay đổi, đâu là ưu thế mà mình cần phải kiên trì giữ vững. Biết phát huy ưu điểm, bạn dần dần vượt lên trên đối thủ, khẳng định được vị thế của bản thân mình. Chuyện chi tiêu cũng cần phải hết sức chú ý trong năm 2023, do có hung tinh kiếp sát tác động. Con giáp này dễ vướng phải những rắc rối, cần phải sử dụng tiền ngay lập tức.
Vì thế trong việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, tuổi Thân cần phải cân nhắc sử dụng tiền bạc sao cho hợp lý, chớ vung tay quá chán, rồi cuối cùng khi có chuyện cấp bách xảy ra lại phải chạy vậy nợ nần người khác. Số 2. Nhóm người tuổi Tý. Năm 2023, những người tuổi Tý chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Mão tương hình. Đường công danh sự nghiệp của những người này gặp nhiều chông gai và thử thách. Lúc này rất cần sự bền tâm, bền chí của bản mệnh mới mong chiến thắng được số phận. Đây cũng là năm giữa của năm tam tai, có nhiều vấn đề bất lợi ập đến khiến bản mệnh phải đối diện với nhiều khó khăn, rắc rối. Và để có thể thay đổi được vận mệnh, bản mệnh cần phải chủ động nắm bắt cơ hội mới, tích cực vận động trong khó khăn thì nhất định có thể tìm được ánh sáng trong nơi tăm tối. Công việc có nhiều sự ngăn trở mà con giáp này khó xử lý nên mọi việc không thể phát triển thêm. Nếu nhìn một cách khách quan, vẫn có thể nhìn ra vài điểm sáng so với năm trước, năm 2022 Nhâm Dần. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải cố gắng, kiên trì, bền bỉ mới có thể vượt qua. Khi có vấn đề xảy đến, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thay vì tạm thời bỏ qua. Nếu không, lỗi sai lặp đi lặp lại khiến bạn dù có nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài công phí sức mà thôi. Năm này còn cho thấy có họa tiểu nhân treo trên đầu. Những người tuổi Tý dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng thị phi đủ điều tiếng, đủ vấn đề. Môi trường công sở vốn phức tạp càng cần phải chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ. Thường ngày, bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc, vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có. Tuy hung vận khá lớn, song với sự chăm chỉ vốn có, sẽ giúp ích cho công việc của bạn và dần dần được nâng cao. Chính ấn cho thấy, trong năm 2023, những người này cũng nên tích lũy kiến thức để chuẩn bị cho sự đột phá về sau này. Gặp năm cục diện tự hình và tai họa tam tai khiến cho sự cạnh tranh trong công việc càng ngày càng tăng lên, nhất là đối với những người làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ vấp phải không ít những chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hào hụt, khó đạt được mức kỳ vọng. Tài vận trong năm này chưa thực sự ổn định, lại thêm hung tinh kiếp tài, trụ vì hào tài xung chiếu, nhắc nhở những người tuổi Tý cần phải đề phòng mất tiền, mất của. Đầu tư kinh doanh trong năm phải toàn tính thật cẩn trọng, kẻo sai một ly là đi một dặm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình cho nên bạn vẫn có thể bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Đã đến lúc tuổi Tý cần phải chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan tới công việc và thu nhập hiện tại. Số 3. Nhóm người tuổi Thìn. Bước sang năm 2023, con giáp tuổi Thìn mới thực sự phải chịu trận với những hung hiểm sẽ xuất hiện ở trong năm này. Hung vận gia tăng là do con giáp này phải đối mặt với đồng thời cục diện hại thái tuế và hạn tam tai khi bước vào năm giữa. Khó khăn, áp lực, thách thức là tất cả những gì mà những người tuổi Thìn không thể tránh được trong năm này. Đây là năm mà hầu hết các kế hoạch cũ của bản thân người tuổi Thìn đều vấp phải những sự cản trở nhất định, nguyên nhân tới từ cả khách quan lẫn chủ quan. Khởi sự khó thành, việc cũ thì giang dở. Điều này cũng đặt ra thử thách cho sự kiên trì, ứng biến linh hoạt của con giáp này. Năm 2023 có thể là năm hạn nặng nhất trong những lần tam tai, cho nên người tuổi Thìn được khuyên làm gì cũng cần phải hết sức chú ý. Mọi việc nên liệu sức mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kẻo trèo cao thì ngã đau. Tốt nhất nên chịu khó học hỏi để tăng cường thực lực của bản thân mình. Những ai đang tìm kiếm sự ổn định trong sự nghiệp thì năm nay có thể khiến bạn phải thất vọng. Vận khí thăng trầm bất ổn khiến người tuổi Thìn muốn thay đổi để thích ứng. Rất khó có thể làm một chỗ cố định, một vị trí trong một khoảng thời gian dài. Thế nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Cục diện tương hại cũng khiến con giáp này dễ vấp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu như không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, tuổi Thìn còn có thể rơi vào bẫy của những kẻ xấu hãm hại, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài, hao sức. Với những người đang muốn thay đổi công việc, hiện tại không phải là thời cơ tốt. Dù vẫn có cơ hội, song quan trọng nhất là bạn cần phải biết mình cần gì và muốn gì.
việc chạy theo tiếng gọi của đam mê đôi khi chỉ là cái cớ ngụy biện cho sự cả thèm chóng chán của bạn mà thôi. Hung vận lớn thế nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình. Trong hung tàng cát, sao tốt chủ về công danh là ấn quan và thiếu dương sẽ giúp gia tăng phúc thọ, cứu giải nguy nan, giúp cho những người tuổi thìn đúng lúc. Chỉ cần những người tuổi thìn thực sự nỗ lực thì vận khí chắc chắn sẽ trả lại cho bạn những gì mà bạn xứng đáng. Nhìn chung năm 2023 Quý Mão là một năm mà tuổi thìn gặp phải những điều tốt đẹp hay là gặp phải những điều trắc trở hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà bạn thể hiện sức mạnh và hạn chế điểm yếu. Đây sẽ là một năm vô cùng bận rộn, cuốn bạn vào một guồng quay mạnh mẽ. Thế nhưng đồng thời nó cũng giúp bạn rèn giũa bản thân với những kinh nghiệm thực chiến để càng ngày càng trưởng thành hơn. Hãy cứ đón nhận mọi thứ như một phần tất yếu của cuộc sống. Các bạn đã được lắng nghe video Hạn Tam Tai năm 2023 cảnh báo những con giáp gặp phải hạn tam tai, tiền mất tật mang của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.